Xin chào các bạn, hôm nay là sinh nhật bạn sữa. Bạn sữa mà sinh nhật đấy. Chúc mừng bạn sữa sinh nhật vui vẻ, ngoan, học giỏi, nhanh lớn nha. Bạn sữa chào các bạn đi. Chào bạn này, các bạn vui với mình mà. Hôm nay là ngày 25 tháng 2, 2019 các bạn ạ. Bạn sữa là mừng ngày sinh một đoá hoa. Mừng ngày sinh một bông ca, mừng ngày đã sinh cho cuộc đời này. Một bông hoa xinh rực rỡ. Cuộc đời em là đoá hoa, cuộc đời em là khúc ca, cuộc đời sẽ thêm tươi đẹp vì những khúc ca và đoá hoa. Chắc là con sinh nhật trẻ hoài nhỉ? Đấy, nghe, con sinh nhật con đấy. Chú Tuân à? Tự mình tổ chức cho con luôn. À, hôm trước là sinh nhật chú Tuân hả con? Mừng ngày sinh một đoá hoa, mừng ngày sinh một khúc ca, mừng ngày đã sinh cho cuộc đời một bông hoa xinh rực rỡ. Cuộc đời em là đoá hoa, cuộc đời em là khúc ca, cuộc đời sẽ thêm tươi đẹp vì ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, ha ha ha, thắp sáng một gia đình. Nguyên nhá. Gia đình gia đình, ôm ấp đầy những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến. Gia đình, vương vấn bước chân ra đi. Ấm áp trái tim quay về. Gia đình ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến. Gia đình bên nhau mỗi khi đơn đau, bên nhau đến suốt cuộc đời. Lung linh tình mẹ tình cha, lung linh cùng một mái nhà, lung linh cùng buồn cùng vui, lung linh hai tiếng gia đình. Quốc các bạn ạ. Bạn sự con sâu đâu nhỉ? Bạn sự nhỉ? Bạn sự ông con sâu như nào? Ông ngược lại như là lúc đầu nào. Ô, bạn sự cả bạn sâu đang đi học cùng với này. Đấy, các bạn thấy chưa? Sự nha, lúc nào đi học ba bạn là sâu đi cùng. Vào. Tí nữa là bố lại chở bạn sâu về. Nhỉ, con nhỉ? Con là cây nên hồng. Mà đi học được. Ba ngọn nên lung linh. Vâng, các bạn. Ha ha. Rất yêu bạn sâu. Thắp sáng một gia đình. Cho ta bao nhiêu niềm thương mến. gia đình vương vấn bước chân ra đi, ấm áp trái tim quay về. Anh à, gia đình ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến. Gia đình bên nhau mỗi khi đơn đau, bên nhau đến suốt cuộc đời. Lung linh cùng một mái nhà, lung linh cùng buồn cùng vui, lung linh hai tiếng gia đình.
mua được quay hẳn cổng trường con luôn. Cổng trường tắt nhá. Chào các bạn nha. Chị cũng phải vào học thôi. Chào mọi người nào. Chúc bạn sẽ thêm một tuổi mới học giỏi, sinh lớn. Chào các bạn nha. Chào mẹ. Mang đến bà nội. Ơi bạn sữa đi học về đấy. Mọi người bạn sẽ tổ chức sinh nhật ở lớp. Sinh nhật ở lớp đấy các bạn. Hôm nay bạn sữa được tổ chức sinh nhật ở bà nội nữa cơ. Bây giờ bạn sữa xuống bà nội đây. Mừng ngày sinh một khúc ca. Các bạn thấy buổi sáng này bạn sữa như nào và bây giờ về như nào chưa? Một bông hoa xinh rực rỡ. Buồn buồn buồn. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. Ha ha ha, thắp sáng một gia đình. Không bán theo đất nữa rồi. Gia đình, ôm mặc tay những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến. Gia đình, vương vấn bước chân gia đình. Ấm áp trái tim quay về. Gia đình ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến. Gia đình bên nhau mỗi khi đơn đau, bên nhau đến suốt cuộc đời. Lung linh tình mẹ tình cha, lung linh cùng một mái nhà, lung linh cùng buồn cùng vui, lung linh hai tiếng gia đáng yêu. Bây giờ con lớn lên con còn đáng yêu nữa không? Không là sao biết? Cá. Rồi, lớn lên phải xinh hơn nhỉ? Đúng không? Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. Thắp sáng một gia đình. Gia đình ôm ấp tên những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến. Gia đình vương vấn bước chân gia đình, ấm áp trái tim quay về. Gia đình ôm ấp tên những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến. Bên nhau mỗi khi đơn đau, bên nhau đến suốt cuộc đời. Lung linh tình mẹ tình cha, lung linh cùng một mái nhà,
Mẹ ơi. Sướng, sướng, sướng. Cái sữa mẹ sướng đấy. Không bạn chơi nữa rồi. Chơi đấy mà. Vài cái thôi mà. Số 4 đâu? Số 4 đâu rồi? Số 4 đâu? Bóc vào đi. Đem bóc, đem cắm. Anh bóc hộ cho em cắm đây. Lửa đấy ta, lấy bật lửa đã. Bây giờ tắt đi anh, bật lên em tắt. Rồi, tắt thì bật lên nào. Đi đâu hỗ trợ cho em đi, ngồi dậy.
sắp xếp người chơi em này. Đi hát đi, mình hát đi. 1, 2, 3. Bánh này, mày không? Cho bánh cho em đi. Bánh này. Nhìn thấy ra đã. Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Còn anh Cương. Mẹ cầm tay cho con cắt bánh. Nào, 1, 2, rồi, giỏi quá. Rồi. Đã có hoa và cà phê về đây đồng, đúng không cà phê? Rồi. Lấy cho anh đi.